Trường có thể cung cấp cho mình cái phương pháp học tập phù hợp, nên là mình đã chọn đi du học. Ở Mỹ thì có một cái môi trường mà nó khích lệ mình nâng cao cái học tập. Mỹ là một quốc gia rất là rộng lớn, và môi trường giáo dục đào tạo của Mỹ thì chú trọng vào việc là kiểu chứng minh là bản thân bạn đặc biệt. Mình thấy môi trường giáo dục ở Mỹ thì khá là đầu tư về mặt giáo trình. Ở Mỹ thì học sinh có thể được học và phát triển một cách toàn diện, kể cả về thể chất lẫn cả tinh thần. Mình cũng được bố mẹ tư tưởng là xin học bổng không phải là một điều dễ dàng, và cần làm như thế mình cần có một cái thành tích khá là tốt và phải đặc biệt. Kiếm học bổng thì không phải dễ, tại vì mình sẽ phải làm cho trường và những người xem hồ sơ của mình để thấy mình đủ năng lực và xứng đáng để nhận được một cái mức bổng hỗ trợ tốt hơn cho việc du học với Mỹ. Xin chào khán giả của Con đường Tri thức. Với nền giáo dục chất lượng cao, Mỹ đã trở thành điểm đến thu hút nhiều du học sinh trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Mỹ cũng là quốc gia có mức học phí và chi phí sinh hoạt đắt đỏ hàng đầu trên thế giới. Tuy nhiên, không phải vì thế mà giấc mơ du học Mỹ bị bỏ lỡ, bởi cơ hội sẽ đến với những ai quyết tâm tới Mỹ học tập bằng con đường học bổng. Bạn đang có ý định săn học bổng du học Mỹ? Đâu là những tiêu chí và điểm lưu ý khi nộp hồ sơ xin học bổng? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Con đường Tri thức tuần này với những vị khách mời rất đặc biệt. Nào, chúng ta hãy cùng tìm hiểu con đường du học Mỹ thành công với các học bổng danh giá nhé! Lựa chọn học bổng phù hợp là bước khởi đầu đặc biệt quan trọng. Có nhiều hình thức học bổng, nhưng nhiều bạn không hiểu rõ về sự khác nhau giữa các loại học bổng, mức hỗ trợ và yêu cầu của từng loại. Do đó, quyết định theo đuổi một học bổng không sát với năng lực thực tế sẽ làm giảm cơ hội trúng tuyển của bạn. Con đường Tri thức sẽ cung cấp thông tin khái quát cho bạn về 7 hình thức học bổng phổ biến sau tại Mỹ. Học bổng chính phủ. Học bổng này vô cùng danh giá, cạnh tranh cao và có giá trị lớn do chính phủ hoặc các tổ chức giáo dục cấp. Học viên được tài trợ toàn bộ học phí, vé máy bay, chi phí sinh hoạt, nghiên cứu, thậm chí là tiền sách vở và đồ dùng học tập. Học bổng học giả. Mức học bổng cao, được tài trợ toàn phần và rất cạnh tranh. Đối tượng là các chuyên gia, nhà nghiên cứu và người có khả năng truyền cảm hứng, tạo sức ảnh hưởng trong cộng đồng. Người học có cơ hội tham gia nghiên cứu, hội thảo, diễn đàn chuyên đề. Học bổng trao đổi. Học bổng nhằm tăng cường tìm hiểu văn hóa, xây dựng mạng lưới thông tin cho sinh viên giữa các quốc gia. Thí sinh cần am hiểu về văn hóa, đất nước của mình, cũng như có thành tích hoạt động ngoại khóa nổi bật. Học bổng tổ chức. Học bổng do một cơ quan hay tập đoàn tài trợ với số lượng rất ít. Tổ chức sẽ chi trả mọi chi phí học tập. Thí sinh có cơ hội làm việc ngay tại tổ chức cấp học bổng sau khi kết thúc chương trình học. Học bổng toàn phần. Sau học bổng chính phủ, đây gần như là học bổng có giá trị cao nhất mà bạn có thể nhận được. Học bổng do các trường đại học top đầu cấp cho sinh viên xuất sắc. Học bổng học phí. Đây là học bổng phổ biến. Người học được hỗ trợ một phần hoặc 100% học phí. Các chi phí còn lại phải tự túc. Mức hỗ trợ sẽ kéo dài một kỳ hay một năm học. Để tiếp tục nhận học bổng những năm kế tiếp, sinh viên phải có kết quả học tập cao, năng nổ trong các hoạt động ngoại khóa. Học bổng dựa trên nhu cầu. Học bổng này phổ biến ở các trường tại Mỹ và xét duyệt dựa trên đóng góp tài chính của ứng viên. Mức học bổng sẽ được quyết định dựa trên khả năng của ứng viên và chứng minh khả năng tài chính của gia đình mình. Chúng ta sẽ gặp những chuyên gia và nhân vật đặc biệt của chương trình Con đường Tri thức tuần này để nhận được những chia sẻ vô cùng hữu ích nhé. Và trước tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu học bổng tư nhân đến từ các trường đại học tại Mỹ với sự tư vấn của cô Nguyễn Thanh Giang.
Mình là Nguyễn Thanh Giang, mình là giảng viên của trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội. Cô là giảng viên đầu tiên tại Việt Nam được Trung tâm Khảo sát Hoa Kỳ, New Jersey đào tạo và chứng nhận về TOEFL IBT. Cô Nguyên là giảng viên lớp chất lượng cao Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Rất nhiều học sinh của cô Giang từng đạt học bổng toàn phần của trường đại học hàng đầu tại Hoa Kỳ đấy. Đối với học bổng cấp bởi các trường ấy, thì chúng ta chỉ cần một bộ hồ sơ ứng tuyển chung và đôi khi thì chúng ta sẽ cần thêm một vài bài essay phụ và làm nào để thuyết phục được các cái nhà tư vấn. Còn đối với học bổng và xin hỗ trợ tài chính ấy, thì các em học sinh cần phải có một cái bảng chi tiết về thu nhập của bố mẹ, chứng minh các cái nguồn tài chính và chứng minh cái khả năng mình có thể chi trả được để sau đó mình có thể xin thêm các cái hỗ trợ tài chính của trường. Về thời gian chuẩn bị hồ sơ thì chúng ta cần phải chuẩn bị hồ sơ càng sớm càng tốt, bởi vì khi chúng ta nộp ở giai đoạn đầu thì các trường tỏ ra rất là hào phóng, bởi vì lúc đấy budget của các trường đều đang rất là tốt, họ sẽ rất là hồ hởi phấn khởi cho chúng ta các cái hỗ trợ. Và thứ hai là cái tâm lý và chiến lược thì chúng ta không tác động được vào học bổng, nhưng mà chúng ta có thể tác động được vào cái hồ sơ làm nổi bật lên được mình là ai, thì từ đấy mình xin được các cái hỗ trợ tài chính một cách dễ dàng hơn. Thứ nhất là lỗi về khi khai các cái hồ sơ của mình. Khi các bạn khai thì các bạn đã không để ý và nó có rất nhiều thông tin tỉ mỉ, và lúc đấy chúng ta hay bị lẫn lộn các thông tin, thành ra nó không tạo được cái tính thống nhất khi chúng ta khai. Điều đấy chúng ta làm mất rất nhiều điểm đối với các nhà tư vấn. Thứ hai là lỗi về chọn trường, tức là phần lớn học sinh Việt Nam sẽ chọn trường theo danh tiếng, cứ nghe thấy là trường này tốt, nghe thấy là trường kia tốt. Thực ra các em đã cứ với theo cái đấy và các em đã không chọn những cái trường apply thi an toàn. Chúng ta sẽ nên chọn 10 trường tất cả, 2 trường sẽ dành cho trường top cao, 4 trường sẽ dành cho trường an toàn và 4 trường sẽ dành cho hơi thấp hơn khả năng của mình một chút, hay mình gọi là trường để cho phương án backup để mình đảm bảo được cái ước mơ đi du học của mình. Những cái lỗi nhỏ đấy là khi các bạn viết hồ sơ thì các bạn rất là lan man, các bạn không bật lên được mình là ai, mà đấy là cái mà các nhà tư vấn họ rất là cần để biết được. Thì chúng mình vẫn hay gọi là không sell được bản thân mình ở một cái giá cao nhất, thành ra chúng ta đã không bị lu mờ với các hồ sơ khác. Các em phải chuẩn bị một cái hồ sơ về GPA rất là tốt từ lớp 9 cho đến học kỳ 1 của lớp 12. Và cái GPA của các em nên theo chiều hướng ít nhất là giữ, hoặc nếu không phải tăng lên, bởi vì nó sẽ thể hiện quá trình học của mình. Và cái đấy là cái mà người ta quan tâm nhiều hơn, là năm nay thì rất là cao, xong sang năm lại rất là thấp, thì nó thể hiện nó không có cái tính đồng nhất và tiến lên. Cái thứ hai là về các cái chứng chỉ quốc tế, là các em cũng phải lưu ý có hai loại hình kiểm tra. Thứ nhất là đánh giá năng lực ngôn ngữ, thì bắt buộc các em phải có một bài thi quốc tế về TOEFL hoặc là IELTS, hoặc gần đây ở Mỹ có thêm một kỳ thi mới, đấy là Duolingo. Đối với TOEFL thì các em nên cố gắng phấn đấu trên 100, trên tổng điểm là 120. Đối với IELTS thì các em cố gắng đạt được 7, trên thang điểm là 9. Và đối với Duolingo thì các em cố gắng được 115. Cái kỳ thi Duolingo là kỳ thi rất là mới, đặc biệt là phổ biến trong cái đợt dịch Covid này, bởi vì các em có thể hoàn toàn thi online. Và rất nhiều trường ở Mỹ hiện nay đã áp dụng cái kỳ thi đấy và chấp nhận điểm của kỳ thi đấy. Đánh giá năng lực tư duy thì các em bắt buộc phải thi kỳ thi SAT hoặc là kỳ thi ACT. SAT thì các em cố gắng phấn đấu khoảng 1450 trên 1600, còn ACT thì các em cố gắng khoảng 34 trên 36 điểm. Các cái hoạt động ngoại khóa thì từ xưa đến nay các bạn học sinh rất quan tâm đến số lượng các hoạt động ngoại khóa, đi tất cả các hoạt động luôn, thì cái điều đấy lại không được đánh giá cao đối với các bộ hồ sơ. Thực ra các cái hồ sơ được đánh giá cao là những hồ sơ họ tập trung vào chất lượng của cái hoạt động ngoại khóa chứ không phải về số lượng. Nếu chúng ta làm ở chuyên ngành gì đấy, chúng ta nên hoạt động ngoại khóa ở chuyên ngành đấy và có tính giúp cho cộng đồng được nhiều nhất, thì cái hồ sơ đấy sẽ là hồ sơ được đánh giá và ấn tượng đối với các nhà tư vấn. Cảm ơn cô Giang về những chia sẻ hết sức hữu ích về các kinh nghiệm khi chuẩn bị hồ sơ xin học bổng tại các trường đại học của Mỹ. Giờ chúng ta sẽ gặp gỡ với hai trong số rất nhiều những học sinh của cô Giang đã thành công trong việc kiếm học bổng trường nhé. Xin chào các khán giả của chương trình Con đường tri thức. Mình tên là Liêu Khánh Tùng, mình là học sinh năm nhất của trường đại học Edison của Mỹ. Mình theo học ngành khoa học máy tính. Lý do mình chọn Mỹ để theo học là do Mỹ là một trong những nước có nền giáo dục hàng đầu thế giới. Đặc biệt là với ngành học của mình thì chương trình khoa học máy tính của Mỹ là một trong những chương trình tốt nhất thế giới. Về các bí kíp xin học bổng thì mình nghĩ là cô Giang cũng đã chia sẻ rất nhiều rồi, nên là mình chỉ muốn chia sẻ một số kinh nghiệm của bản thân mình trong việc viết bài luận. Để làm được một bài luận tốt, cái bài luận đó thì mình phải viết xung quanh câu chuyện của mình, những trải nghiệm trong quá khứ của mình.
để làm nổi bật lên cá tính và cái điểm mạnh của mình. Trong bài luận của mình thì mình đã viết về quá trình học tiếng Anh của mình, là từ một đứa không biết gì về tiếng Anh thì đã đạt được đủ điểm để xin học bổng. Cảm ơn Tùng nhé. Và giờ hãy gặp gỡ người bạn thứ hai. Cô bạn này sẽ là một địa chỉ tin cậy cho các bạn tìm hiểu các bí kíp xin học bổng của Mỹ đấy. Xin chào các bạn khán giả Con đường tri thức. Mình là Nhật Hạnh, hiện tại thì mình đang sinh sống tại thủ đô Washington DC ở Mỹ. Mình đang công tác tại một tổ chức giáo dục chuyên hỗ trợ cho các bạn học sinh quốc tế. Sau một thời gian tiếp xúc trực tiếp với nền giáo dục ở bên này, nhìn thấy vô vàn các cơ hội học tập, cơ hội học bổng, thì mình cảm thấy rất là tiếc vì mình đã không biết đến các cái cơ hội đấy sớm hơn và apply sớm hơn. Thế nên là mình quyết tâm là sẽ giúp đỡ các bạn học sinh của mình ở Việt Nam. Có rất nhiều trường đại học hiện tại thì họ đang có các cái chính sách để thu hút các bạn học sinh quốc tế từ các nước nhỏ hơn như là Việt Nam, thay vì các cái nước mà có cái tỷ lệ học sinh quốc tế áp đảo như là Trung Quốc hay là Ấn Độ. Vì vậy, mình đánh giá cái thời điểm này là một cái thời điểm thuận lợi cho các bạn học sinh tại Việt Nam để apply đến các trường đại học ở Mỹ, cũng như là đạt được cái mức học bổng rất là cạnh tranh. Qua kinh nghiệm cố vấn cho nhiều bạn học sinh tại Việt Nam thì mình nhận thấy là cái thiệt thòi lớn nhất của các bạn đó là về thông tin. Mọi người thường thì chỉ truyền tai nhau một số tên trường nổi bật, một số ngành hot hoặc là một số các cái chương trình học bổng lớn. Mà mọi người không biết rằng ở Mỹ có đến vài ngàn trường đại học với các cái thế mạnh về chuyên ngành khác nhau, rồi là các cái chương trình học bổng lớn nhỏ hướng đến các cái đối tượng người học khác nhau. Vì vậy, trong cái quá trình mà mình làm việc với các bạn học sinh và các bậc phụ huynh ấy, thì mình rất chú trọng đến một cái hoạt động được gọi là School Research. Khu vực bang Ohio này thì có 3 trường mà mình đang quan tâm. Trường thứ nhất là Denison, thứ hai là Kenyon và thứ ba là Carleton. Em đã nhìn vào cái map rồi đúng không? Ở trong cái hoạt động này thì các bạn học sinh, các bậc phụ huynh sẽ phải cùng tham gia tìm hiểu về các trường đại học, xem là các cái chương trình học của nó như thế nào, các cái ngành học của nó ra sao, cũng như là các cái thông tin về vị trí địa lý, về các cái hỗ trợ của sinh viên quốc tế và mạng lưới cựu học sinh, vân vân. Mình luôn cố gắng giúp đỡ các bạn học sinh nhiều nhất có thể, đôi khi là kết nối các bạn ý đến với các cố vấn tại Mỹ, những người có hiểu biết sâu về từng trường đại học. Finally, the size of Rochester is really perfect for, there are about 6,000 of us. Các bạn có thể thấy đằng xa kia, đây chính là campus của trường Georgetown. Hiện tại mình đang ở campus của trường Georgetown. Mình vừa mới đi bộ một đoạn để vào trong này và cái khu này được siêu đẹp. Các bạn nhìn cái đường phố đằng sau, có rất nhiều các cái nhà nhỏ này trông rất là thú vị và cổ kính. Thì chút nữa mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan khu neighborhood này. Còn hiện tại bây giờ bọn mình thử vào xem trường Georgetown đẹp như thế nào đã nhé. Đây chính là tòa nhà Georgetown University. Hiện tại tranh thủ các cái chuyến công tác đến các trường đại học thì mình có quay lại các campus tour và làm nó trở thành các cái vlog ngắn để chia sẻ cho các bạn ở Việt Nam. Đó, thì hôm nay thì mình có cơ hội quay phim lại cái campus tour để cho các bạn có thể ngắm nhìn cái ngôi trường này ở cự ly gần hơn cùng với mình. Và mình cũng sẽ giới thiệu qua background của trường cũng như là thế mạnh của trường. Bên cạnh đó thì mình cũng có viết các cái bài viết về các cái tip rẻ, các cái kinh nghiệm để apply các trường đại học và các cái học bổng khác nhau tại Mỹ. Mình hy vọng là hai cái kênh YouTube và Facebook của mình có thể cung cấp các cái thông tin cho các bạn học sinh, các bậc phụ huynh ở Việt Nam trong quá trình mà apply đến các cái trường đại học và các học bổng. Mình rất hiểu là cái quá trình xây dựng và chuẩn bị hồ sơ là một cái thời kỳ vô cùng quan trọng và cực kỳ căng thẳng. Tuy nhiên thì mình hy vọng là các bạn học sinh hãy coi cái trải nghiệm này là một cái trải nghiệm cần có để mình trưởng thành, để mình có thể chuẩn bị cả về kỹ năng, cả về tâm lý cho cái quá trình du học sau này. Và mình tin rằng cái chặng đường đấy mới là cái chặng đường mà đầy rẫy các cái thử thách, yêu cầu một cái sức bền, một cái tâm lý thật là vững vàng. Lời cuối cùng mà mình muốn dành cho các bạn khán giả Con đường tri thức đấy là lời chúc may mắn. Hy vọng là các bạn sẽ luôn có một cái định hướng rõ ràng và đạt được cái mục tiêu của mình. Cảm ơn Khánh Tùng và Nhật Hạnh vì những chia sẻ và trải nghiệm hữu ích. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu các hình thức học bổng của chính phủ Mỹ dành cho các bạn thí sinh Việt Nam. Các bạn có thể tham khảo các học bổng sau: chương trình Fulbright Việt Nam, chương trình Hubert Humphrey, chương trình khách tham quan quốc tế, chương trình diễn giả Hoa Kỳ, chương trình sáng kiến thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á YCLE
và một số chương trình học bổng dành cho chuyên ngành tiếng Anh. Bạn là một lãnh đạo tiềm năng. Bạn có sáng kiến, kế hoạch rõ ràng và mong muốn hỗ trợ phát triển cộng đồng tại Việt Nam. Bạn có kinh nghiệm nghề nghiệp và có từ 2 tới 5 năm làm việc toàn thời gian. Bạn muốn học hỏi, mở rộng quan hệ với các đồng nghiệp tại nước Mỹ. Vậy thì bạn chính là ứng cử viên mà các học bổng chính phủ tìm kiếm. Học bổng chính phủ cũng sẽ là lựa chọn tuyệt vời cho những ai tìm kiếm nguồn tài trợ tài chính toàn phần trong suốt quá trình học tập tại Mỹ. Để tìm hiểu rõ hơn về học bổng chính phủ, chương trình Con đường Tri thức sẽ lựa chọn học bổng Hubert Humphrey với sự tư vấn của những khách mời đặc biệt nhé. Bà Kelly Farmer, Tùy viên Văn hóa Phòng Văn hóa Thông tin, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam. Bà là thành viên Hội đồng Giám khảo Học bổng Chính phủ Mỹ tại Việt Nam. Thạc sĩ bác sĩ Vũ Huy Hoàng, cựu học viên chương trình Học bổng Chính phủ Mỹ Hubert Humphrey, hiện anh là cố vấn điều trị nghiện, Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát Bệnh tật Hoa Kỳ. Học bổng Humphrey là một hoạt động trao đổi Fulbright được Quốc hội Hoa Kỳ tài trợ nhằm tôn vinh sự nghiệp của cố thượng nghị sĩ và phó tổng thống Hubert Humphrey. Kể từ năm 1978, hơn 6.000 học viên từ 158 quốc gia đã tham gia vào chương trình. I never imagined that 35 years later, more than 5,000 outstanding participants from 158 countries would have taken part in this amazing program. The fellows are making an essential contribution to creating a more peaceful, just, and prosperous world through their work in public health, education, environmental protection, journalism, law, and more. Program is one of our most special programs because we're looking for mid-career professionals, someone who's already started in their career and has a good idea of what they can do. Very important for the Humphrey program. We want to see your commitment to public service. You don't have to be the leader of government, right? You can make your country a better place. Humphrey là chương trình đào tạo không cấp bằng và tập trung vào hoạt động trao đổi chuyên ngành. Ngoài học trên trường, học viên sẽ tham gia các hoạt động trao đổi chuyên môn, văn hóa, trở thành diễn giả trong các hội thảo và đặc biệt phải thực tập tại các tổ chức chuyên nghiệp của nước Mỹ. Chương trình đã cho mình cái cơ hội tiếp cận với cộng đồng và có kinh nghiệm làm việc ở các cái tổ chức ở thực địa như thế, cho nên là mình có thể áp dụng được sau khi mình về nước. Và những cái cơ hội như vậy thì các cái chương trình mà học khác thì không cung cấp được. Because they are experienced, skilled, mid-career professionals, and so they come with a lot of skills and the ability to do many, many things. And so we want to be sure that the time that a fellow spends at an organization is used wisely for that fellow into returning to their home country to do more of that similar work. And so we want to be sure that what they are doing, they have a very good experience, not only for the fellow, but for the host organization as well. Hàng năm, chương trình sẽ lựa chọn 150 học viên từ khoảng hơn 5.500 hồ sơ ứng tuyển. Sau 5 vòng tuyển chọn tại quốc gia và cạnh tranh toàn cầu, mỗi chuyên ngành sẽ lựa chọn khoảng 11 học viên quốc tế học tập tại các trường đại học công lập hàng đầu của nước Mỹ. Chương trình Humphrey này lựa chọn rất là ít những người mà tham gia vào chương trình. Và chương trình thì sàng lọc ngay từ ban đầu như vậy, và sau đấy thì phỏng vấn bởi những cái viên chức ở Đại sứ quán Mỹ và những cái cán bộ ở Đại sứ quán. Và sau đó thì được Đại sứ gửi cái hồ sơ của mình cũng như là cái gọi là đề cử mình sang bên Hoa Kỳ. Lúc đó là không chỉ là ở trong nước nữa, mà nó lúc đó là tầm cỡ quốc tế mất rồi. Tức là nôm na là mình ra biển lớn khi mà mình cạnh tranh trong chương trình này, để làm sao để có những cái mình là cái ứng cử viên mà để cho Việt Nam, thì mình nghĩ cũng rất là cạnh tranh. Các học bổng chính phủ rất cạnh tranh là bởi nguồn tài chính học tập được chi trả toàn phần. Mặt khác, với sự hỗ trợ của các đơn vị phụ trách học bổng, người nhận học bổng cũng có nhiều cơ hội, điều kiện thuận lợi hơn khi nghiên cứu, học tập, giao lưu tại Mỹ. Để có cơ hội đạt được học bổng chính phủ, bà Kelly Farmer đến từ Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam đã cung cấp một số lưu ý quan trọng cho các thí sinh khi nộp hồ sơ dự tuyển. First of all, we are looking for leadership potential. We want to connect with the people who are going to come back and be the future leaders of Vietnam.
And I don't only mean in the government, I also mean in the private sector, in NGOs, in the education community, in private business. We're looking for community involvement. We want people who are committed to making Vietnam a better place. English is required, good academic achievement is required. And we also give preference to students who don't have a lot of experience in the United States. Someone who's never been to the United States is our best kind of candidate, because we want them to have all the opportunity to see everything that they want to see and talk to who they want to talk to. But I wouldn't restrict myself, if I were you, to apply for our scholarships like the Fulbright Scholarship and others. We're looking for people from all sectors, from the arts to education to science and technology to film. It's all over the place. So don't restrict yourselves. I'd say look at the opportunities available. You have to show that you know what you're talking about, that you understand what the scholarship means, and you understand the area you're applying for. Read the instructions carefully and answer all of the questions completely. That's the biggest thing, because we have people who just don't finish the applications properly. Answer all the questions. Write what you want to do or what your vision is clearly and coherently. Always think about the public service aspect of what you want to do. We want people who want to come back to Vietnam and make a difference. Explain your achievements and your accomplishments. Don't exaggerate. We know exactly what your average student can do and is able to do. So it's okay just to show the leadership that you show in your family and your community is enough, right? We can see what potential leaders look like. And if you're young, you don't have that much experience, but we can see leaders when they apply. Humphrey Fellowship, what it means to me is that it will allow me to take a step back from my career and to help me push forward at the same time, because when you're already at the middle of your career, you don't have the time to study other courses or study other technology. Humphrey Fellowship for me, being a women Pakistani journalist, it's very prestigious and a great opportunity to excel my and hone my skills and polish my all the things I have learned. The Humphrey program is a very, very perfect way for me to go outside China to see what is the world is and to know different friends, different culture from different countries. The best thing about it is that it's catered to your needs. So you get to design your program and you get to choose which skills you want to work on. I am very interested on getting information and learn from the local media about the coverage of the immigrant crisis of the United States. And I think this is a unique opportunity for me to be close to that issue, to try to understand what's going on. So what I really want from a Humphrey Fellowship is to discover more what I can do and to discover how to be a better team leader. College and it was at USC. Well, what do you think? Yeah, I think it's so you're curious about the questions. Easier it is actually to make a decision. That's the number one thing they need to do is grow. The fellow needs to bring to the Humphrey program where they are in their mid-career professionally, and then decide where they want to go, at least for the next 5 years. And it also creates a pattern of growth for them forever. If
they'll learn enough things about how they can access leadership and access new technology and access trends in their specific field for us, journalism and mass media, and audience and data. Một điểm đặc biệt nữa của chương trình Humphrey là luôn có một bộ phận điều phối viên túc trực hỗ trợ mọi mặt học tập, đời sống của học viên trong suốt thời gian tới Mỹ. My part of the job in supporting the Humphrey Fellows is not only about them living here in this life, but also really helping them and support them and help them find their way in what they really and truly want to do during their Humphrey year. So that is setting up programming and opportunities, trips, cross-campus collaborations with other campuses. Sau khi hoàn thành chương trình trở về nước, các học viên quốc tế đã gắn kết, tạo thành mạng lưới cựu sinh viên là các chuyên gia trong 16 lĩnh vực với mục tiêu và tầm nhìn chung phục vụ lợi ích cộng đồng. Nhiều sáng kiến dự án của các cựu sinh viên cũng đã nhận được tài trợ để triển khai vào thực tế. We have an incredible group of U.S. alumni that are here in Vietnam. Our alumni have the opportunity to apply for grants. Because they go to the United States with an idea of public service, they usually come back to Vietnam with some ideas about things they want to do. And the embassy provides small grants, sometimes $1,000 to $10,000 U.S. dollars, for alumni who want to make a difference in some way or the other in their community. Một cái đặc biệt là mình khi luôn luôn mà làm trong cái chương trình và làm, gọi là khi mà làm việc cũng như là được tiếp cận với các cái đối tác của chính phủ Việt Nam thì mình luôn luôn thấy là tự hào là khi mà có cơ hội được hợp tác với các cái Humphrey Fellows khác, bởi vì các cái Humphrey Fellows đều có một cái chung là cái sự cam kết về cái sự phát triển của cộng đồng cũng như là giải quyết những vấn đề ở nơi mình gọi là cộng đồng mình sống như thế. Cho nên có một điểm chung như vậy thì mình thấy là cái công việc mà hợp tác nó rất là hiệu quả. Đối với học viên Humphrey, ngoài việc tiếp nhận kiến thức và trải nghiệm mới, chương trình còn giúp họ gắn kết với các nền văn hóa và bản sắc đa dạng. Humphrey Fellows achievements attest to the value of this program and the benefits of American investment in building knowledge and building cooperation among people. Vậy là chúng ta đã tìm hiểu một cách sơ bộ về các hình thức học bổng tại Mỹ, giúp các bạn chuẩn bị hành trang cần thiết trên con đường du học theo hình thức học bổng. Chương trình Con đường tri thức tuần này xin được chia tay các bạn tại đây. Chúc các bạn sẽ thành công với sự lựa chọn của mình nhé!